Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình phỏng vấn đầu tiên trong chuyến công du phía Nam của Uyên Việt Nam. Tôi xin được đặc biệt giới thiệu cựu chiến binh ông Trần Đăng Tạo, là đặc công nước và đã từng tham gia chiến đấu tại chiến khu rừng Sác. Xin chào anh. Uyên Việt Nam rất là cảm ơn anh đã đồng ý tham gia cùng với chương trình. Tôi là Trần Đăng Tạo, C phó C trinh sát của sư hai đặc công miền Đông. Vào năm 70 chúng tôi được hành quân về tới đất Campuchia, và đầu năm 72 được phân công về công tác tại đoàn 10 đặc công nước thuộc sư đoàn 2. Sau thời gian công tác ở đoàn trung đoàn 10, được sự phân công của là đảng ủy, tôi được điều động về phòng 16, phòng đặc công của Bộ Tư lệnh Biển, làm công tác bảo vệ cho các sĩ quan cao cấp của miền Đông. Vào năm 73, tôi được chuyển về trung đoàn 117 thuộc sư đoàn 2 đặc công. Và cuối năm 73 tôi được chuyển về cái đại đội đặc công thủy của trung đoàn 117. Năm 74 tôi tham gia nhiều trận đánh tại khu vực là Tây Ninh và tỉnh Long An. Đặc điểm một trận đấu mà tôi nhớ tới bây giờ là vào là tháng 10 năm 1974, tôi cùng các đồng đội tham gia trận đánh tàu tại đồn Tà Cú thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, làm chìm 2 tàu địch và tiêu diệt 18 tên. Lúc bây giờ tôi là trung đội trưởng trung đội. Sau cuối năm 74, tôi tiếp tục được phân công về trinh sát để đánh cái cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh, là trục huyết mạch của tuyến đường quốc lộ 4 ngày xưa, bây giờ là quốc lộ 1 hiện nay á. Thì tôi trinh sát là 4 tháng và được lệnh là đánh sập cầu. Nhưng khi mà vô cái đêm đánh á, là 13 tháng 3 năm 2075 á, thì bị lỗ, ngày để đi đánh bị lỗ, cho nên địch nó thu hồi toàn bộ cái khí tài và thuốc của đơn vị, chúng tôi không hoàn thành được. Thì sau khi tôi về trở lại chiến trường Long An để chuẩn bị đánh lần thứ hai, thì được lệnh là tạm ngưng, và tôi cũng được biết là đất nước sắp sửa giải phóng, cho nên người ta kêu là không đánh cầu nữa. Thì lúc đó tôi là đại đội phó đại đội của trung đoàn 117 á, đại đội thủy của trung đoàn 117. Sau hòa bình thì tôi chuyển về làm đại đội phó đại đội trinh sát của sư đoàn cho tới ngày cuối năm 75 và đầu 76. Tôi chuyển về thanh niên xung phong làm chính ủy viên liên đội thanh niên xung phong, kéo quân lên rừng ở sông Bé ngày xưa ở Bình Dương hiện nay á, là xây dựng kinh tế mới.
Sau khi mà chúng tôi ở trên đó thì được lệnh cho đi học văn hóa. Chúng tôi về học văn hóa và đang học thì cái được lệnh là đánh tư bản. Thì chúng tôi điều về đánh tư bản. Sau đánh tư bản xong thì tôi là chuyển ngành qua Sở Thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới năm 92 tôi nghỉ. Và tôi về thành làm là phó chủ nhiệm tác xã xe buýt. Cho tới nay. Vâng, rất là cảm ơn bác. Qua câu chuyện của bác thì có thể thấy là một cái người lính được di chuyển khá là nhiều. Cái mặt trận của mình ấy, di chuyển khá là nhiều. Em có muốn đi sâu vào một chút, tức là cái thời gian mà bác ở rừng sát có lâu không ạ? Thời gian rừng sát là 7 tháng. 7 tháng. Vâng. Trong thời gian 7 tháng ấy thì mình có tham gia không? Không, không có, không ta chỉ ra phục vụ thôi. Thế bác có thể chia sẻ về cái tức là cái gọi là thế nào nhỉ? Cái ở bên trong ấy, tức là khi mà mình không chiến đấu ấy, thì bộ đội ở đấy của mình, cái chiến khu của mình ấy. Vâng, mô tả để mà có thể hình dung được nếu như ai chưa đến đó, đúng không ạ? Cái ở đường xác thì hầu như nước mặn. Dạ. Mùa mưa thì anh em lấy cái tăng, cá nhân một người một cái tăng, làm cái thùng đựng nước, hứng nước mưa. Mình nằm trên các cái nước, bắc sàn trên nước. Để làm nhà sàn và che tăng dưới đường nước. Mùa khô thì dùng nồi nấu nước mặn để lấy nước ngọt, y như hình thức là nấu rượu mình. Anh em tắm giặt đều tắm nước mặn hết, chỉ nước ngọt để dùng để ăn uống thôi. Đấy, thì nhiều trận cao anh em rời căn cứ, cứ một tháng rời căn cứ 2-3 lần. Dạ. Thì một lần rời căn cứ là rất chi là vất vả, chứ không phải. Mình phải... rời căn cứ thì rời đi đâu hả bác? Mình lại rời không, mình cần là mỗi đơn vị như vậy nó có nhiều căn cứ. Dạ. Nhưng vẫn trong cái rừng. Vẫn trong rừng xác, là rừng xác này qua rừng xác khác, có thể là qua sông, qua nhiều sông, dạ, nhiều rạch. Dạ. Có nghĩa là cái thứ đó là đoàn 10 nó có từ hồi nào rồi. Dạ, dạ. Và mình đi tới thì có trách nhiệm người ta, cái du kích của địa phương, dạ, mà người ta dẫn cho mình tới đó, dạ, là mình là đóng quân. Đấy, thì cuộc sống anh em chủ yếu là gạo thì vào ấp chiến lược, hoặc là vào nếu mà dân không đưa ra được lúc mà căng thẳng, dạ, dân không cung cấp lương thực cho mình được thì mình phải tổ chức đi ấp chiến lược để mua lương thực. Một lần đi là một lần gian khổ, chứ không phải đơn giản như một lần đi là có thể là đổ máu. Ít khi mà đi không gặp được, như hình mình ở dưới rừng người ta tên bờ, người ta biết được hết. Nhiều khi là anh em đi về mà 10 anh em nhưng về còn 2-3 người, cũng có là có trường hợp như vậy. Nhiều khi thực chất ra đánh ở dưới nước không hy sinh nhiều bằng anh em mình đi trên bờ. Để đi kia đi là mua lương thực. Bác đã bao giờ đi mua lương thực chưa? Nhiều lần. À, bác có thể kể về một cái chuyến đi mua lương thực được không? Có một lần đi khi, dưới, nó kêu. Khi mà đi anh em làm tôi đi vào cái ấp, giờ không nhớ là tên ấp gì, ở Long Thành. Thì vào khi mà mua được gạo rồi đi ra thì tôi có là 5 anh em, nhưng khi mà vào thì không thấy gì, nhưng khi ra có nghĩa người ta để cho mình vào, nó để cho mình vào, nó biết mình vào rồi, mình đi ra thì bị phục kích. Thì phục kích may được đó thì không có anh em và không ai bị thương, không ai hy sinh, nhưng mà có một đồng chí, một bạn đồng đội bị thương nhẹ. Thì có một đợt đó là tôi đi nhé, còn hai đợt khác đi là không bị phục kích. Khi mình vào mà mua gạo đấy thì đối tượng mua là mình mua của ai? Có phải hẹn trước không ạ? Có hẹn trước. Dạng cũng giống như là phải là cơ sở. Cơ sở của mình thì mới có, chứ không có cơ sở không mua tầm bậy được.
chỉ có cơ sở mới cung cấp gạo cho mình thôi. Thứ hai là cái đi lấy nước. Dạ. Có khi là có một cây mấy cái giếng á. Dạ. Anh em đi cái thuyền thì để hứng nước đầy về để sử dụng, nhiều khi mình không có điều kiện mà ấy được thì phải lo nước được thì phải đi lấy nước ở giếng. Ở giếng á. Nên là cái đó đi cùng anh em cùng hy sinh. Cùng nhiều trường hợp như vậy. Tôi bị cái trường hợp như vậy bị, nhưng mà không dính ai, nhưng mà bị cái thuyền nó bắn tan nát cái thuyền. Đấy, cái đoàn 10 đó, và có một số cái khó khăn ở cái như tôi đã nói vậy đó. Dạ. Là lấy nước, mua lương thực. Bác là đặc công nước thì có thể hiểu là phân biệt giữa đặc công và đặc công nước là nước được chỉ đánh dưới nước thôi. Đúng không? Đặc công nước thì em cũng muốn hỏi cái này. Tức là cái đặc công ở trên bộ ấy thì các chú bác thường là khi vào trận là không mặc, chỉ mặc có cái quần xà lỏng thôi, và người thì bôi cho để hóa trang. Vậy thì đặc công nước của mình thì như nào ạ? Cũng vậy thôi, cũng phải cùng mặc cái quần xẹp và bôi hóa trang bằng các cái chất là lọ nồi, chứ không lọ nồi thì khi tan những cái pin hồi xưa là lấy cái kết của pin, cái cục pin mình đó, dạ. than của pin thì mà xuống nước nó mới nó không có phai. Có khi nào cái đấy nó độc hại không ạ? Cái đó biết rồi nhưng phải làm. Hồi đó chắc không ai biết cái đó độc hại đâu, chắc không ai biết. Thì bây giờ mới biết cái đó là độc hại vì nó là axit quá lớn. Giờ mới biết thôi chứ cái xưa là sao biết được. Xưa cái gì mà đi xuống nước không có tan thì cứ lấy mà bôi vào người thôi. Trong một cái trận mà mình trinh sát 4 tháng để mục đích là đánh sập cái cầu, nhưng sau đó thì bị lộ, và như bác chia sẻ đây là những cái khí tài ví dụ như thuốc nổ này kia mình đặt bị địch nó thua hết, thì trong trận đấy thì là mình có bị thiệt hại về người không ạ? Thưa không bác. Vì cái trận đó thì không có bị sao. Sau khi đánh không được với lý do là nó bảo vệ quá chặt. Dạ. Anh em mới là giấu thuốc ở trong các cái dừa nước. Dạ. Các cái bụi dừa nước. Dạ, dạ. Để ngày mai là xuống tiếp tục đánh quay lại. Nhưng mình có sơ ý một cái là khi lúc mình đi đánh á, là nước lớn. Dạ. Tới khi mà ban ngày ra cái nước nó xuống nó mới lòi ra. À. Cho nên nó mới phát hiện được. Chứ thực chất nó lộ cái cục, mấy cái cục thuốc mới ra. Cho nên là nó mới lòi ra, nó mới phát hiện được. Chứ thực chất nó không phát hiện được. Thủy triều xuống ấy. Vì xưa giờ cái đánh, xưa giờ là tôi đánh là thủy triều xuống không à. Nhưng tôi điều nghiên 4 tháng đánh triều xuống không được. Vì cứ là 5 phút nó bắn và đánh dục lựu đạn một lần. Ừ. Cứ 5 phút nó dục lựu đạn một phần và nó cứ nã đạn xuống thôi, phải có lục bình trôi xuống là nó bắn. Cho nên tôi mới điều trinh sát lại là đánh nhấc lên thì trong 30 phút nó mới bắn một lần. Đấy. À, đóng quy luật nó đi tới 4 tháng cơ mà mới quyết định đánh nước lên, cho nên mới lồng qua bên dưới đánh lên. Nhưng khi mà là lồng qua bên dưới đánh lên, nhưng mà chắc khả năng tôi nghi là bị lộ, cho nên mà canh cái cầu quá nghiêm ngặt, anh em không vào được. Cho nên mà xin ý kiến chỉ đạo của trung đoàn là trung đoàn đề nghị là giấu thuốc ngày mai tiếp tục. Nhưng giấu thuốc thì giấu thuốc nước lớn, thế khi nước xuống nó lòi ra, nó lấy hết thuốc. Mình nghĩ chưa đến nơi. Vâng. Mình suy nghĩ chưa tới cái đó đó. Trong cái thời gian mà bác làm bộ đội ấy, thì sau này có thời gian là thanh niên xung phong, thì cái nhớ nhất của bác, cái trận đánh nào mà bác có thể kể lại được một cái trận đánh đối với bác là một cái kỷ niệm sâu sắc được không ạ? Đó này tôi có nói về một cái trận đánh tàu ở tại đồn Tà Cú á. Dạ. Có nghĩa là cái đồn Tà Cú này là tôi đánh đưa hai cái trung đội đi đánh hai lần nhưng mà thất bại. Sau đó thì tôi là cái người thứ ba mới điều đi đánh tiếp. Thì đi đánh được hai cái tàu. Mà tôi đánh xong thì tôi không có về. Tôi ở lên sông Mọc Cỏ luôn. Tôi coi thử nó như thế nào.
tôi với lính tôi là đào cái bên cái đập đào cái hầm ích trốn trọc là chưa có về đâu, là đánh xong thì thường về. Dạ. Vì cách nơi đánh mà về khoảng chừng bơi khoảng chừng 5 cây số, nhưng mà tôi không có về đứng để coi thử. Tôi với hai lính tôi ở lại coi, thì bắt đầu sáng sớm là nó mang bo bo lên, nó bắn hai bên đường là nó quét hai bên đường thôi, như đánh đầy liên đó, rồi hai bên đường còn dữ dằn. Nhưng thì tôi nằm trong đó yên thần, không có thấy. Thì tôi nghe dân nó đi ngang đi ngửa, mình cũng có nghe dân ta kể chết 18 thằng, hai tàu chìm, trong đó có thằng trung úy với gì đó, thì mình nghe vậy. Dạ. Mình về tối mai tôi mới về đơn vị, tôi báo tình hình lại. Thì hôm đó là đơn vị ở nhà là chuẩn bị làm lễ tư điệu rồi đó. Tưởng chết hết rồi đó. Đó là vì đánh nhau không tới về coi như là chết. Thằng thầy đánh bằng mìn ở dưới nước mà mìn hẹn giờ nổ rồi, tàu chìm rồi, ở nhà nắm được tin tức rồi nhưng mà không thấy xác nữa, không xác sống về. Chỗ đấy thì chắc phải đi kiếm với cử người báo cho bên cơ sở của mình đi kiếm hai bên bờ. Dạ. Xem thử có xác ai nổi không. Dạ. Mà cơ sở mình đi hai lần không, đi nguyên ngày không gặp. Ngày tối tôi về. Đấy là một trận đánh mà tôi là nhớ suốt đời nhất. Bác có thể tả sơ qua về cái đồn Tà Cú được không ạ? Cái đồn Tà Cú nó nằm ở ngã ba sông, trước mặt là sông Sài Gòn. Đúng rồi, bên đó là bên hông là có cái kinh gọi là kinh Tà Cú, cái kinh nó lớn, thì nó nằm ngay đồn đó, nó chứa nằm cái nó chủ yếu là canh giữ cái khu của bên phía Long An đánh về cái huyện Đức Hòa. Với Hậu Nghĩa, hồi đó là tỉnh Hậu Nghĩa đó, nó là cái đồn giữ ở bên phía rừng của biên biên bên Campuchia qua đó. Bây giờ cái đó ta cũng nói cái khu vực Tà Cú thì không có mất được cái tên đó. Ở đây vẫn có cái đồn, nhưng mà đây đồn của mình nhá. Thì cái đó nó chu vi cái đồn đó thì chắc khoảng cả cây số vuông. Tức là cái đồn thì là họ xây ở trên mặt đất. Đúng rồi, và mặt đất. Họ quản lý những cái tàu ở cây, không có, nó quản lý là chủ yếu là giữ an ninh. Dạ. Ở trên mặt đất. Dạ. Nhưng mà tàu là lên cung cấp của ấy, là lên cung cấp lương thực rồi đưa quân lên đưa quân xuống rồi nó đậu ngay đó luôn, chứ nó không à. Không phải là quản lý tàu. Giống như cái điểm cây xăng hay là một cái kho gạo. Tới giờ sẽ tới. Và như vậy là khi mà bác đánh là bác đánh những cái tàu nó nằm đấy, chứ không phải là đánh cái đồn mà xây. Không, đánh tàu mà tôi đặt quân thủy mà đâu có đánh thì... đánh bộ đâu. Em hiểu rồi. Tôi thì đánh tàu với cầu thôi. Nói vào. Em nói từ đấy vào đây là cái âm thanh nó không vào, nó thành trở thành nhiễu, đừng nói là. Vậy em hiểu rồi. Cái tàu mà nó đỗ ở trên sông ấy thì cái công tác trinh sát của mình nó như thế nào thưa bác? Trước tiên là cơ sở báo trước, thường tàu lên là đậu mấy ngày. Dạ. Khi cơ sở báo rồi thì mình tranh thủ. Dạ. Mình mà đánh tàu trước khi nó rời khỏi đó, nó về dưới cảng dưới này. Thì khi nó mới lên liền thì cơ sở báo cho mình biết. Mình cơ sở nhiều mà. Dạ. Cơ sở nội mình báo cho mình biết, thì có hai đơn vị đi đánh trước nên không hoàn thành, thì tôi ra đánh sau. Thì bằng đi bằng nghiệp vụ là tôi đi đường sông, đi bơi dưới sông mà bơi. Và mang mìn hẹn giờ, tôi có mang hai quả mìn, ba quả mìn, nhưng mà một quả nó thấy nó không an toàn nên tôi để lại, tôi mang hai quả thôi. Hai quả đánh thì nguyên tắc của cái đặc công thủy là đánh tàu là đánh vào cái khu vực máy. Thì tôi sẽ biết được là từ cái tàu, kiểm tra cái tàu từ đầu tới cuối nó bao nhiêu mét, để mình định lượng cái máy nó nằm khúc nào. Khi mà đánh tàu tôi mang mìn, thì cái mìn này là nó có 500. Mìn đặc biệt 500 mà gắn vào rồi lấy ra không được, lấy ra là nổ tức thời. Cái mìn nó đặc biệt như vậy, mìn này do Cuba sản xuất. Đấy.
thì chúng tôi mang hai quả mìn, khi gắn vào nó không ăn, tàu sắt nhưng nó không hút, lý do là hàu với sơn bím quá dày, còn hàu nó bị cách cách nhiệt, cách điện, nó không hút được. Dạ. Tôi nói cái này, cái tàu này tôi suy nghĩ chắc nó đóng bằng gỗ sao ta, nó không có, mà theo đầu mình suy nghĩ vậy. Dạ. Mình qua cái tàu thứ hai. Dạ. Cũng y vậy nữa. Dạ. Thì nó không phải đâu. Rồi anh em mới dùng dao găm nảy cày, cày lớn thì nó nghe nó lộ, cày nhỏ thì không ra. Cho nên hai anh em cầm một đứa, một người giữ cái lưỡi dao, một người nhận luôn, cày hết nguyên. Bắt đầu mới thử ốm thôi, mới thử ốm cái nơi mà không có kim hỏa đó. Xem. Thì nó ăn. Là mình biết rồi, thôi lấy ra, cào hết là ít toàn. Trong cái hẹn giờ là thường thường là tức thời. Tức thời có nghĩa là khi bị lộ là cho nổ hy sinh luôn. Thứ hai mà cái kim hỏa là 15 phút. Thứ ba là cái 30 phút. Thì tôi thấy nó ngủ êm, thì anh em mới quần qua cần lại, chưa có gắn. Nạo xong rồi, thử rồi nhưng chưa gắn ngay. Quần qua cần lại thì mà đang đi ngang cái nhà vệ sinh của nó, nó làm ngay mấy bãi vào cái đầu thằng lính tôi. Lính tôi nó suốt ra nó lắc đầu, nó lắc đầu rồi. Nó ra thôi, ý nó nói thôi làm ngay đi chứ đừng có dòng nữa, rồi nó tới đầu ông đó. Anh ơi, cho em hỏi một cái, anh em mình là dân biển thì trong đầu anh phải biết được là cái con hàu đấy, vì định kỳ của dân nhà ta là cứ phải 6 tháng, ít ra là một năm ta phải tẩy hết hào đi, rồi lấy cái lá thông, rồi ta đốt đi. Nhưng tại sao lúc anh đi dân biển chính gốc mà anh lại không phát hiện được cái việc đó? Không, này là không, hào thì ít, phát hiện được hào thì ít. Mình nghĩ cái tâm châm mình có thể hút qua được, chứ mình không nghĩ là nó cằn ngặn ngăn như vậy. Cái năm chấm là nó, cái tàu cách nhau có chút xíu nhiều thì nó phải qua được chứ, nhưng không ngờ nó không qua được. Cho nên mình mới phát hiện được cái sôn thì nhiều, cái sôn mà con sôn là con biết sôn, cái gì cái thông là con hà đấy anh ạ. Con hà, con quý ta nhiều, con hào tiếng hào là con hào là ít, cái con tròn nhỏ nhỏ nó nhiều. Đấy thì phát hiện như vậy. Đó, anh cho em hỏi cái lúc mà mình đục đẽo này kia đấy thì là mình lặn ở dưới nước hay là đầu mình nổi ở trên ạ? Đây phải lặn dưới nước chứ. Thế có bình dưỡng khí hay gì không ạ? Không, tôi có một cái ống thở. Anh em tôi có một cái ống thở thôi. Dạ, ống thở. Dạ. Bằng cái ống nút của út dầu đó. À, ống ngủ á, gọi là tuyo. Đó. Dạ, nó khúc bằng này. Dạ. Là phải ở dưới và trên này là đó, cái mình ngậm vào miệng. Ngậm vào miệng. Vâng, xong thả cái ống lên. Thả ống lên qua đấy. Nếu mình làm cạn quá thì cái tàu không chấn thương mạnh. Mình càng sâu bao nhiêu thì chấn thương của cái tàu càng nặng bấy nhiêu, vì nó nhờ sức ép của nước nó phản trở lại, thì cho nên là phải lặn xuống. Dạ. Chứ không có ngồi mà trên, ngồi trên này tàu nó không sát thương lớn. Vâng, em hiểu rồi. Như vậy là khi mà lặn xuống để gắn ấy, thì là bộ đội ta là cũng vẫn thở, phải thở, nhưng mà bằng ống, một cái ống, ống thở, tôi kêu bằng ống thở. Dạ. Em cũng muốn hỏi thêm bác nữa là trong quá trình di chuyển như bác nói là mình bơi ấy, thế thì có lẽ cái này thì em đoán không biết đúng không, là khi bơi chắc là cũng phải bơi chìm và có chìm hết. Tất cả tụi tôi vô trong đó đều trải ống thả hết chứ không có bơi vô được. Em lại cứ tưởng là bơi ở trên mà sải sát không, thế này thì mấy anh lính thấy liền, nó thấy ngay cả. Mà bơi phải đúng kỹ thuật nữa, là đặc công thủy, và bơi không đúng kỹ thuật là người ta phát hiện được, vì cái ống đi nó chảy nước y như con rắn vậy. Phải đi thế nào mà cái ống đừng có chảy nước ra mới là kỹ thuật của đặc công thủy.